Thưa quý vị, hội thi tìm hiểu lịch sử địa phương cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Long Điền vừa diễn ra. Hội thi do Hội Sử học huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy và Phòng Giáo dục đào tạo huyện tổ chức. Tham gia hội thi tìm hiểu lịch sử địa phương, 100 thí sinh là học sinh trung học cơ sở huyện Long Điền trả lời 30 câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm, có nội dung xoay quanh những nhân vật sự kiện chiến công của quân và dân Long Điền trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, những địa danh, di tích lịch sử của quê hương Long Điền. Các câu hỏi có độ khó tăng dần, thí sinh trả lời đúng được ở lại sàn đấu, trả lời sai bị loại. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc trong hội thi.